mày không có nhiêu tiền. Mà trời mưa thì đỏ đi lúc ba nha. Bây giờ trời mưa mà quay thì còn đỡ một cái cảnh là té sông. Tôi biết rồi, em đã không bình thường rồi. Nhỏ té lần rồi, giờ lớn mà cho té lần nữa. Con chúc cho bà muôn đời bình an, đời đời bà sống an lành trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Nhưng mà hồi sáng giờ là đã thỏa mãn được khát khao diễn viên chính chưa? Chưa, mới thoại với đóng đâu mà dừng lên khoảng 45 phút thôi. Đó, trời đất ơi, muôn đang hậu đói đó. Mấy đứa giàu ấy chắc biết chia sẻ, biết yêu thương giúp đỡ người khác như vậy chắc à. Tôi biết rồi, tới bây giờ bà mới biết hả? Ủa, tôi già nó đâu có lớn. Rồi nín nát thì mấy đứa thì như, trời ơi, nhưng mà nó không có đẩy được cái khả năng là diễn xuất của mình. Có nhiều lúc chán, nhưng mình nói trên. Thật sự nếu mà mình kết hợp với các đạo diễn nổi tiếng bên Hollywood thì, rồi mà các máy móc là hiện đại thì quý vị thấy là em là đoạt giải Oscar như chơi. Ở đây này giống như em bị gì? Hóa trang mà hóa trang xấu lắm rồi bé. Không cho hóa trang đẹp luôn. Chán lắm. Quý vị thấy rồi, em hóa trang còn đẹp hơn. Cái hóa trang còn thấy ghê. Chán. Đó. Trang nó mưa, Trang ơi. Quý vị thấy không? Không có chuyên nghiệp hết trơn. Người ta đang ngồi đứng ngang rồi, người ta phỏng vấn cả đi ngang mà. Trời đất ơi. Xong coi mình ra cái thằng hết trơn. Không biết cuối ngày được không? Chá đi. Còn mưa gió thì nó có đời mùa nào mà trong mà dân bên trong đoàn nó bán 5.000 cái áo mưa. Đúng rồi, bán rẻ mà 5.000 cái là rẻ, ở ngoài ta bán 10.000 cái mà. Rồi sao, ý là có được trả tiền không? Chưa, tư tiền luôn. Chưa lãnh lương gì luôn. Mà trong khi họ đi đang ở bên Mỹ đó, mà nó qua bắt và đổi vé và bay về liền một đêm. Sáng là 3 rưỡi ra đây ngồi ngắm như một con điên được sáng. Ở bên Mỹ hả, ví dụ trời mưa như vậy nào, đầu diễn viên hả, vô trong một cái xe, máy lạnh đàng hoàng, ăn uống cà phê cà pháo vậy, cháo mì, tại vì họ nó sẽ làm nước mưa ngấm vô da thịt, diễn viên sẽ bị bệnh. Hợp đồng nhiều tiền lắm, $10,000 rất vọng. Mà mày đem biết nó trả mình được mấy chục đô đó mọi người. Nhưng mà ngoại nhận xét sao về sản phẩm lần này của Mr. Đàm? Cái bài hát thì mà trời ơi, có mình lấy bờ thì lấy rồi, làm gì mình lan làng. Trời ơi, chứ bình thường bao nhiêu con người ra ngoài 80-90 lấy bờ rồi. Còn bây giờ nó già 50 mấy tuổi đầu nữa, thôi em có 2 tuổi thôi đó, mà thằng năm nay em 6 tuổi rồi, 5-8 tuổi cái thì lấy vợ cái ra làm, trời ơi, tôi không có đó chứ. Trời ơi, đất ơi, soàn xịt cái đời đó, nhưng mà nó cũng vớ vị. Không có là bác học. Cái bài hát các bác học không? Huyền ơi, Huyền. Huyền ơi, Huyền. Đấy à, này à, đến cái gì mà trời ơi, nó có rồi, nó ra làng vậy đó. Có bài hát, cũng có rồi, tôi nhớ được, cũng đấy rồi. Ngoại có góp ý gì này không? Ngoại có góp ý. Cái bài này mình xu hướng mà làm cái viral hoặc là ví dụ là bài hiến cho tôi để làm đạn. Kiểu này trời ơi, tôi làm 10 bài. Mình tại vì tôi không kiếm được thôi. Hai kiểu này ngoại làm từ hồi xưa, cách đây 20 năm. Ừ, cách đây 20 năm cái kiểu này tôi làm rồi, hiểu không? Tôi không muốn là nhấp vào vết xe đổ. Nói chung là chê. Chê thì không có chê đâu. Tôi nghĩ tôi chỉ sợ cái bài hát này là nó nổi tiếng thôi. Rồi đứng về nó che hết mẹ tao rồi. Đó, thấy không, diễn viên đó. Diễn viên thì nó không có chuyên nghiệp gì nào hết trơn. Nó mờ mặt đâu rồi. Chán thì mưa mà chán đời. Cái cảnh đó trời ơi. Quý vị thấy không? Cái cảnh nó nghèo mà nó trời, nó xa thành phố.
nó nắm ổ gà đi vô đây hả, trời ơi nó xấu xa mà nắm ổ gà rồi. Nói chung là thất vọng. Thất vọng tràn trề. Mới đầu là kêu mời mình đang ở bên Mỹ, mới gọi đi cho mày về đi Hà ơi, mày mày sẽ đóng vai chính. Trời ơi mày sẽ đóng vai hình người, một người con gái đẹp xuất sắc, mình đang ý là ở chứ làm mình yêu cái gì. Trời ơi ai ngờ đâu cho đóng vai mẹ nó luôn. Tao thấy mày tao tức quá. Trời ơi đừng có tính cái gì mà mặc đồ thích ghê không. Mới đầu hết bảo mày thật là sang trọng luôn, thật là đẹp luôn. Bây giờ nhìn con Mỹ thấy em sang trọng không, thầy sang cái nào. Trời ơi chửi mà lộn mãi mấy con Mỹ mà hóa trang mới đi mua được cái này. Ngoại mà xài kẹp cái gì? Mày vô cái chỗ để mày mở đó tao coi. Không có kẹp. Còn di truyền đâu, đứng đi coi di truyền coi. Di truyền vàng mà to to mà chút xíu. Có ấy không, có mấy cái hạt bẹt gì không? Đây đúng rồi, hạt bẹt. Chiêu. Hạt bẹt mày mua nha, nhiều nhiều á. Không. Mua cái đồ hạt bẹt á, ờ đúng rồi, mấy bà già đeo đeo. Nó sang á, ờ cái cọc, cọc cái bẹt á. Rồi đeo mấy cọc thì đeo thêm hột bạc nữa. Đó, ít vàng, rồi bẹt. Rồi nhẫn viết gì nữa. Mấy cái bà già thì xinh xinh. Ừ. Mày mua đi, mày mua, mày thích cái gì mày cứ mua cho tao. Xong mày tính tiền, đúng là tiền của mày cho mày lo. Đúng là 140 ngàn. Trời ơi, khóc luôn. Quyên ơi. Nói chung là chê nhiều. Thất vọng luôn, nó chê gì, không lẽ giờ không có chê với đảo trơn. Thì nói cho tôi, tâm sư cho mọi người biết thôi. Em thì biết, cái tính em này không có nhiều chuyện. Có chuyện gì em nhớ chuyện với mưa thôi. Vì chẳng may giống như đứa nào nó quay trộn lại cho em làm sao em biết. Đúng không, em đang nói chuyện với mưa đó. Anh trời thật đó. Đấy không, trời không, tội nghiệp em có mưa rồi. Đó cái con này nữa. Nó cứ đi ra đi vô đi như ma được nổi như chót. Để em đẹp hết rồi. Trời đất ơi, tao đang quay cái đi ngang mặt ra vậy. Nó không coi cái mình ra một cái đám môn giống dịch cả. Mưa với gió. Không thấy trời, ông thương con, không có mưa đi ông ơi. Thế lúc ông quay, ông tặng giùm con cả. Đã nữa nè, thấy một con. Trời đất ơi, cái gì mà diễn viên gì mà kỳ trời, không có chuyên nghiệp gì cả. Diễn viên không có chuyên nghiệp. Bắt đầu quay xong bây giờ mới đưa đồ cho mấy con nhỏ múa. Mà mấy nhỏ múa bây giờ mới không có vừa đồ cho mày may lắm. Ba đội cũng được. Bảo sao? Mọi người biết không? Cái đoàn này bây giờ gần 100 người. 100 người mới đi theo làm gì? Em nữ đi em cho anh lên ba nữ đi em. Diễn viên múa là múa bao nhiêu đứa mày đứa? 12 đứa mà nó đi 25 người. Cứ một con dắt theo một thằng bồ. Rồi mỗi thằng bồ nó dắt theo một con. Ủa gì vậy? Trời đất ơi, đi múa mà nó dắt theo bồ, vào dòng họ nó đang theo. Đi một cái xe gần 30 chỗ ngồi. Người ta đầu tư cho sản phẩm của Mr. Đàm thôi. Nhưng mà múa có 12 đứa bắp bơ thì mày đưa đi 30 người. Đó. Thôi ai là nữ chung ra. Chị Quyên. Sao gặp ai cũng chửi hết. Có chửi ai đâu, nãy giờ có chửi ai đâu, quý vị thấy em đâu có gì, có chửi ai đâu. Em chỉ nói là không có kinh nghiệm thôi. Cái gì cũng không hài lòng hết. Không hài lòng được. Mày tắt nghe vô cùng.